chẳng ngày nắng nhưng mình hưởng thổ bị ơn này pi giang pi giống phẹt tới tầng áo kia. Ok, chẳng hưởng tim môi để nhóm trang phẹt tầng áo kia cứ tha phỉ món nhóm chị nhẹ lên xìa mà nhẹ đẩy à nhóm khai lên xìa vui đây ngày nắng nhóm trang mau perform xìa ở làng vánh là bây giờ ai nhẹ tầng áo kia mưa phong này ai nhẹ đẩy quạt ô điện mà mưa to phong chẳng tỏ tam nhóm tầng áo kia. Hello, chị miệng xua chẳng xông squash mùa chúng tôi lịn nè, chúng tôi sẽ tìm chẳng lịn nè, mỗi pin riêng để bán score. Ở lại nhóm chạp đàm lấy nhóm chẳng mơ bia sân thà bia nó khóc này tặng ở chạy mơ thở thà bia chạy bia thòm bà đai chẳng lại chẳng đai lấy bia chẳng là lấy chui sạp bia nâng ở nhóm gì chứ tầm mối phì bậy. Ok, ai hợp bìm là ôi cũng phay cũng phay. Ở đây xin nâng ắt phơ ca ở miền ham ấy anh mới bà hai cho camera bằng hai nữ. Ok, hai ạ con anh đã mau thầm năng với mắt năng này chẳng đầm bay ai via mix randomly nhưng chẳng ai chui cạch tại cạch biệt tiền này bọc cái điện nâng họ đã mặc hàng tiền lưới đúng không. Ok, chẳng nhóm sắp thêm bị bày đoan tiệt đầm bay ở via căn tờ completely random tại ở lỡ tại sao tầm mánh quan hợp bia nè chứ nhóm chẳng ai kịch bị bia đại hợp mình nhưng mà bạn đứng ấy nè nè ngày tại chui kịch đầm bay nhóm like try to find it đại chui kịch bị bia mình kịch bị bia mình vào hiện của bạn thích nhóm kịch tham tại nhóm ắt cho bác hưởng này đây nè thôi nhóm khan lên du đây rồi dẫn tới vi hiện thầy đây chẳng nhóm cách thang nhóm hổ khơi nhỉ bia mình lật ni thật bằng mẹ là nắng hiểu thể lời chơi mình chui can bia nắng hay cái đầu tục phần chẳng mẹ cả cha cả đồ để nơi lửa nắng hay thật chui cất bị bia bao ni vẫn mang lật cho cất bị bia mà nhé nắng này. Ok. Thấy anh nè. Lấy nhóm cất đặt chánh nhỉ. Nhóm trong ai phép bánh tha bia đầy ở bóc một ngày căn. Bia đầy ở lên cha bán này kì. Bay bẻ đồn. Chẳng mẹn cái cha cái rổ đầy căn ở đây nó ngay thật. Ok. Chẳng là lấy nhóm thường cho muối, phí, bầy. Ok. Bạn mơn bia nó không đầy mà. Oh my god. Oh yeah. Ok. Ê con chưa ra để ban cho room chủ mùi. Ôi là nhỏ đầy ai còn ai lấy xịt. Chẳng bị mùi lọt đáp ai màn đây. Buồn. Ok, chẳng hướng đi pi để nhóm trang phép này ta khí ở tam thoáng nâng cứ tha. Ngày nâng nhóm đồng mà bỏ grab con anh. Ông pi phép ép để nhóm phở chỉ riêng ra ngay lưu tù sập. Hiến hóa ngay ta mà đong này ta ngọc đi. Hiến hóa ngay mà. Chẳng em để nhóm phở hỏa ngay tìm mùi bấm phốt tầm bốn kê bấm phốt nâng cứ tha Instagram tay mà đoàn này tỏa kìa chứ có lấy tha chung nè nè content creator lưu Facebook đây mà nhạt phở Facebook hỏa ngay mà nhạt phở hỏa ngay phía khá phía chân phở đây bần tay còn tha Facebook vi hiện toxic clan page chẳng tớ phía khá dương anh nâng lưu Facebook ban chẳng mà nhóm mau phở Instagram hay nà mối vì follow tớ follow mau vì admin and friend ấy hay nà mối cứ add story ban nâng tay mà đoàn chẳng phía để add story ban cứ đưa nhóm ban update chỉ vật nhóm hỏa ngay bởi mình phía nghe rồi chứ mồn hay mùi tiết cứ tha phía để nhóm phở hủ nhóm anh phở hủ bì Instagram ai cần để cho Facebook bạn bạn tay nhưng mà anh post bị Facebook ai cần để cho Instagram mà này cho ai để nhóm phở Instagram hoàng ngày yeah wow ôi cái đây không nè 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 ui kia vô mà phong trao cái đạp vía xe mắng nè ý vía xe lửa tuốt tiếp ô bắt mình hơi chân nhom dậy phép đen đạc nia to ba này lấy mình em mà thơ ba vậy chân chân phép đen đạc nia bị FTP để nhom phở chỉ phải trăm ngày telegram đạc nia phụ ấy nhom phở telegram phải trăm ngày để xa tờ mình chỉ ti sờ lạnh nhom gặp phở telegram á hay một tiết cứ nhom miền càng nghe chờn đại tẹt tông cho mỗi lần telegram chăng p đại kê tẹt tông càng nghe nhom tay tờ tẹt tông tam telegram về miền phía nghe rủ con cá nhà phao nhà ấy chăng từ năng ấy chat hay delete bàn yeah chăng ok
ចឹងអេបទី2មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺ Telegram ហ្នឹងឯងអូយនៅណានៅណីនេះផ្លូវនឹងទៅណាទៅណីណែអូយបើក map មើលមួយសិនអាអូខេស្គាល់ផ្សៃទៅទៀតហើយអេអូយ៉ាហ្នឹងឯងចង់ប្រាប់មួយទៀត Google Map ក៏ជា app ដែលខ្ញុំប្រើជាប្រចាំថ្ងៃដែរព្រោះខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវប្រកែកចាំផ្លូវចាំអីចឹងណាចឹងសម័យឥឡូវមាន Google Map គាត់តែគេផ្ញើលីងមកដាក់ពឹបទៅបានហ្មងហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំ lost នៅ in the middle of the nowhere ចឹងខ្ញុំអាចប្រើ Google Map ដើម្បីជួយខ្ញុំបានចឹងគឺថាវាជា app ដែលប្រចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ថ្ងៃតែវាចាំបាច់យ៉ាខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃតែអត់រាល់ថ្ងៃទេអូខេដុនបាន Google Map នាំមកដល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាកងឯងដឹងថាហូរផ្លូវមកផ្ទះតាមណាទេយីមែនហន់មែនតែនហ្មងតែឥឡូវមកដល់ផ្ទះអីសុខភាពអីចាំយើងអាចនិយាយពី app យើងតអីចឹងណ៎ហ្នឹងហើយ app ទី4របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺ YouTube នេះតតែម្ដងចឹងថានេះបាទខ្ញុំប្រើ YouTube ដោយសារតើជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំចង់ search ឬ creative idea ពីវីដេអូពីអីគឺខ្ញុំតែងតែមើល YouTube ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេខ្ញុំចាំប្រាប់ថាពេលទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនៅលើ Facebook មួយមើលវីដេអូនៅលើ YouTube បើសិនជា10ប៉ែដូចគ្នាមែនតែមើលនៅលើ YouTube រៀងច្បាស់ជាងមើលលើ Facebook ហើយរៀងស្ងួតជាងហើយលើពីនឹងទៅទៀតគឺថាខ្ញុំជឿមើល YouTube ដោយសារតើបើកចាំមើល Pro KC នេះគាត់គឺជា idol របស់ខ្ញុំសម្បីតា style យកដៃមិនហ្នឹងក៏ខ្ញុំមាន inspire តាមគាត់ដែរចឹងនិយាយថាចូលចិត្តគាត់មែនចឹងត្រូវបើកមើលរាល់ថ្ងៃដើម្បីអត់មើលថាគាត់បានបោះវីដេអូនៅពេលខ្លះ notification វា upload អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដល់គ្នាអត់បើក notification នៅលើវីដេអូខ្ញុំទេក៏កុំភ្លេចបើក notification ដែរហើយពេលខ្លះបើកហើយក៏វានៅ upload ផងអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើកដល់គ្នាអូខេដាក់កណ្ដឹងណាកណ្ដឹងមួយមកអានហ្មងហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ app ទី5ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ Google Chrome អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសុខថាជុំខ្ញុំប្រើ iPhone ដែរមិនបានខ្ញុំអត់ប្រើ Safari ខ្ញុំប្រើ Chrome ទៅអីមែនថា Chrome មាន private browser ហើយ Safari មាន private browser មាន private browser ដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបើក Chrome មកគឺវាលីងមួយគ្នាទាំង map ទាំងទូរស័ព្ទទាំងអីគ្រប់យ៉ាងទាំងកុំព្យូទ័រទាំងអីគឺវាមកតែមួយអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលជាងចាំបើសិនជាអ្នកដល់គ្នាជិតប្រើ Chrome ឬក៏ប្រើ Safari គប់ផ្លិច comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងផងចឹងឃើញណែខ្ញុំមាន app ច្រើននៅលើទូរស័ព្ទចឹងណាបងប្អូនចឹងដើម្បីឲ្យ internet យើងមានប្រើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ app ដែលជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការ internet គឺខ្ញុំសូមណែនាំគម្រោងណែបងប្អូនគឺ cell card សេរី 1.5 ដុល្លារពេលដែលអ្នកនេះជួប cell card សេរី 1.5 ដុល្លារអ្នកនេះនឹងទទួលបាន internet រហូតដល់ 10GB អ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលដែលដាច់គម្រោងចឹងយើងបញ្ចូលលុយបន្ថែមទៅចាអារបស់ដែលយើងប្រើសល់ហ្នឹងទាំងនេតទីទាំងអ៊ីនធឺណិតទាំងអីទាំងអស់គឺទោះបីយើងប្រើសល់ក៏បូកថ្មីប្រើសល់ក៏បូកថែមមុខតាមចឹងអត់ខាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនៅលើ Cell Card App អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបញ្ចូលលុយតាម Cell Card App បញ្ចូលមួយរៀលកន្លះទៅចឹងកុំភ្លេចប្រើទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share មួយបងមកគឺថាខំប្រឹងទៅលេខលើទូខំថតអីអីចឹងចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា entertain ចឹងកុំភ្លេចLike, share, ឲ្យខ្ញុំផងបើចូលចិត្តអរគុណហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជួបសួរខ្ញុំថែការជិញវីដេអូ